Trần Đức xin chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh nhà bản em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lời đầu tiên thì cho cháu Đức xin gửi cho một lời chúc tốt đẹp tới tất cả các mạnh thường quân và tất cả khán giả đang theo dõi trên kênh nhà bản em các bác. Thưa các bác anh chị, hôm nay cháu Đức lại tiếp tục đi xuống nhà của hai ông cháu, và đồng thời cháu Đức cũng nhận được một phần quà là của chị Tú Nghĩa có gửi cho cháu Đức là 200.000 để mà mua cho Mạnh một thùng sứa của bác. Hôm nay thì cháu Đức lại tiếp tục là xuống nhà của Mạnh với lại ông luôn các bác. Không biết là hôm nay đi xuống thì có gặp Mạnh với lại ông không? Tại vì Mạnh thì chắc là hôm nay là chắc chắn là ở nhà, còn ông thì có khi là ông đi làm thuê rồi các bác ạ. Hai ông cháu tự gọi là tự ở với nhau mọi cái thôi. Ai một mình đi thì có vẻ là nếu mà mang theo nhiều đồ ấy thì hơi đi khó khăn một chút các bác. Hôm nay thì cháu Đức có nhận được phần quà của chị Tô Nghĩa là gửi cho Đức là 200.000, và cháu Đức đã mua thêm là một cái thùng sứa này các bác này. Bé Mạnh thì có vẻ là trong cái khoảng thời gian vừa rồi có thể là như kiểu gạo không đủ ăn các bác, thành ra là bé xanh xao rất là nhiều. Thành ra là bây giờ các bác xem được những cái phim thì các bác luôn mong muốn rằng là thứ nhất là mua sữa để cho Mạnh là khá là nhiều, và thứ hai thì mua thực phẩm. Trong khoảng thời gian cháu Đức xuống chia sẻ thì cũng được là một số mạnh thường quân có gửi những cái tấm lòng vàng tới cho cháu Đức, nhưng mà trong khoảng thời gian đó thì cháu Đức cũng đã mua mỗi lần cháu Đức xuống thì cháu Đức đã mua thực phẩm xuống cho hai ông cháu, cho nên là khi mà các bác gửi về thì cháu Đức xin để vào quỹ, để mà khi nào cháu Đức mua thì cháu Đức xuống thì cháu Đức sẽ trích cái tiền đó ra để mua. Còn nếu mà hai ông cháu mà có duyên với lại các bác thì có thể là sẽ được phần trợ duyên của các bác nhiều hơn, thì có thể là mua gọi là như mình sửa lại cái ngôi nhà cho hai ông cháu thêm một chút các bác. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý cô bác anh chị là cùng cháu Lực đi vào nhà của hai ông cháu một chút cô bác nhá. Hay vừa rồi thì đi từ trên kia xuống thì phải nói là đi cũng hơi khó khăn, thế là cháu Lực không có ghi hình thêm nữa. Gần đến nhà của hai ông cháu thì cháu Lực sẽ ghi hình thêm. Rồi, từ xa xa đã nghe thấy tiếng chó của hai ông cháu rồi. Rồi có thêm một con chó để mà vừa là trong nhà, vừa là thêm là một người bạn của ông với lại Mạnh nữa. Nhà của ông ở thì gọi là ở tít dưới hùm luôn các bác, hầu như là biệt lập luôn. Ở dưới khu kia là một cái khe suối rồi các bác ạ. Cháu Đức nhìn thấy là bé Mạnh đang một mình là chơi ngoài kia cô bác. Không biết là ông có ở nhà không? Mày làm gì ở đây hả? Hả? Chơi thôi á. Nào Mạnh khoanh tay chào các bà đi. Chào các bà. Ông đi đâu rồi? Ông đi làm việc á? Ừ. Ông đi làm tận đâu? Có biết không? Không. Ra đây một tí nè. Không biết là ông đi làm đâu à? Ừ. Thế là một mình khác ở nhà thôi à? Ừ. Không sợ à? Không. Không sợ á? Một mình là khác chơi ở ngoài. Ô tô nọ chú mua cho đi đâu rồi? Mất rồi à? Nhà. Ở nhà á? Sứa của Mạnh hết chưa? Hết rồi. Hết rồi á? Ôi. Lạnh à? Hả? Đội mũ ấy lạnh à? Có lạnh không? Thế nào? Một chú bỏ mũ ấy thế nào? Không biết là ông vừa rồi Mạnh bảo là ông đi đi làm rồi đấy cô bác. Không biết là đi đâu để làm. Ở nhà ngồi đợi ông thêm một chút nữa xem là ông có về không. Thế Mạnh ở đây là chơi cái gì hả? Chơi cái gì? Ôi dồi ôi. Thế là chơi như này thôi à? Một mình khác ở nhà là khác chơi à? Mạnh ăn cơm chưa? Chưa.
Chưa ăn á? Vâng. Tí về là ông mới nấu cơm à? Vâng. Sáng nay Mạnh đã ăn gì chưa? Chưa. Vẫn chưa ăn á? Đi chú đưa Mạnh đi lấy sữa đi nhỉ? Đi, đi lấy sữa đi. Ông thì không biết là Mạnh bảo là đi làm không bác? Không biết là đi làm ở tận đâu? Không biết là Mạnh có biết không? Mạnh có biết là ông đi làm tận đâu không? Không. Không biết á? À, đấy, sữa thì vừa rồi chú để đây này. Từ từ nhá, để chú lấy cho nhá. Rồi. Mạnh ôm được không? Ôm được không? Rồi, ôm đi về đi. Đấy. Hai ông cháu thì ở trong một cái ngôi nhà mà phải nói là cực kỳ là bé luôn ngôi nhà này cô bác. Như ông kể với cháu Lực rằng là nếu mà trời mưa to ấy, là ngôi nhà không có dám ngủ trong. Là hai ông cháu là cầm tấm bạt này xong là lên trên những cái gốc cây này để mà trú. Nào, Mạnh Mạnh có uống sữa luôn không? Hả? Có uống không? Có uống à? Rồi đây này chú bóc cho. Mạnh đã ăn gì chưa? Chưa à? Thế là đây là sáng nay ông nấu bún ở đây à? Vâng. Thế Mạnh có ăn không? Không. Không ăn à? Ôi, sáng nay ông là hai ông cháu của bác này. Cháu Lực nhìn thấy là ở trong là có một tí bún này với lại thêm trứng nữa. Đấy, chắc là sáng nay là hai ông cháu ăn sáng. Ông thì ăn xong rồi chắc là đi làm rồi. Chú bóc thôi nhá. Vâng. Để ông đi đâu cũng không biết à? Vâng. Chắc là ông đi tận đâu để lấy củi hay là lấy cỏ gì thôi các bác. Một tí nữa thì với cùng Mạnh là đi sẽ đi đi để xem ông lấy ở tận đâu. Mạnh có dao ở đây không? Không. Không á? À được rồi, đây. Bóc được rồi. Đấy, mua một tổ thùng sữa luôn. Các bạn, sữa hôm nọ chú mua cho gì đã hết chưa? Hết rồi. Hết rồi á? Không. À. Hôm nay thì chú lại mua thêm cho một thùng sữa nữa nhá. Nhá, mua cho Mạnh nhá. Nhưng mà Mạnh phải biết xin nhá. Nào, đây Mạnh bóc một một hộp uống đi. Đói chưa? Không. Đói à? Được, chú bóc cho. Nói Mạnh là một cái cậu bé mà rất là can đảm luôn các bác ạ. Một mình mà dám ở nhà luôn. Đây. Mạnh có thích uống sữa không? Thích à? Mạnh thì phải nói là một đứa trẻ của bác ạ, cực kỳ mà đáng yêu luôn. Chắc năm nay thì được 5 tuổi rồi. Sang năm thì đi học lớp 1 rồi. Có lần cháu Đức đi vào đây, bác gặp Mạnh là ở nhà là cầm theo mỗi cái đèn pin. Một đèn pin này này của bác này. Khác ở nhà thôi. Hãy uống đi. Nào mời các ông các bà uống sữa chứ. Con mời các ông các bà uống sữa. Mời các ông các bà uống sữa. Phải khoanh tay lại chứ, Mạnh phải khoanh tay. Con mời các ông các bà uống sữa. Rồi, uống đi. Uống xong rồi xem đi xem ông là ở đâu nha. Uống từ từ nhá. Chắc là hơi đói rồi đấy cô bác ạ. Mạnh từ sáng đến giờ là chưa có ăn mà. Không biết là ông đã cho Mạnh ăn chưa.
Sao hết chưa? Hả? Mày ở nhà biết nấu cơm không? Không. Mình chưa biết nấu cơm đâu à? Để đây nhá, cứ để đây cho mạnh nhá. Vâng. Xong à, tối nay mạnh lại uống nhá. Vâng. Lúc nào mà đói đói thì mạnh lấy suối ra uống nhá. Vâng. Hết chưa? Hết rồi. Hết rồi à? Áo này ai mua cho mạnh ấy biết không? Ai gửi cho biết không? Bác Chiêm. Bác à? Bác Chiêm á? À đấy, à, vẫn còn nhớ đến bác Chiêm của bác này. Ở đây thì hôm nọ là bác Chiêm là có gửi quần áo cho mạnh khá là nhiều. Và đồng thời thì cũng có một anh giấu tên ở dưới Hà Nội nữa à, gửi cho mạnh nó rất là nhiều. Và cháu Đức cũng hôm nay thì khi mà cháu Đức xuống ấy thì cũng có được là chị Tố Nghĩa có gửi cho Đức là 200 ngàn để mà mua sữa cho mạnh. Hôm nay xuống thì chưa có gặp ông, chắc là ông là đang đi lấy củi hay đang đi đâu rồi. Bây giờ mạnh cảm ơn tới bà nhá, bà đã mua sữa cho ấy nhá. Khoanh khoanh tay, con cảm ơn bà. Con cảm ơn bà rồi, đã gửi sữa cho con, đã gửi sữa cho con rồi. Đấy, mạnh thì nói chuyện là rất là ngoan ngoãn của bác ạ. Khi mà không có ông ở nhà ấy, thì là một mình mạnh là khác, một mình là chơi ở đây thôi cô bác. Ở đây thì hầu như là không có bạn nào ở gần đấy, à, không có nhà nào ở gần, thành ra là ông không thể là gửi mạnh nó đi được, chỉ có là chơi chơi cho mạnh là ở nhà là tự chơi xung quanh ở nhà thôi. Còn ông thì chắc là đi lấy cỏ hay là đi lấy củi đâu rồi cô bác, có khi là đi khi là ông lại đi cả về mà đi làm thuê nên đến tối muộn thì mới về. Tối qua là mạnh ngủ đây à? Tối qua là với ông ngủ à? Hôm nọ thì cũng được là cháu Lực là đi mua bạt để mà che hết cái chỗ trong trong nhà của ông cũng như là ở phần phía bên ngoài nữa cô bác ạ. Nhà mạnh thì buổi tối có chuột không? Có. Có á? Chuột nó cắn cái gì? Cắn cơm. Cắn cơm á? À. Trong cái ngôi nhà này thì như cháu Lực vừa hỏi mạnh cô bác này, phải nói là trẻ con thì không có biết là nhìn thấy cái gì thì nói cái đấy thôi. Thành ra là à, cháu Lực nghĩ là trong nhà này cũng khá là nhiều chuột. Gọi thì cũng được các bác là gửi quần áo cho. Thì quần áo thì các ông, hai ông cháu thì cũng chỉ gọi là để ở trong những cái bao tải rồi mà treo lên thôi. Chỗ ngủ của hai ông cháu thì cũng để như này, gọi là cũng khá là gọn gàng rồi các bác có thể. Nên là ở đây thì ông dùng cái tấm chăn cú để mà ông che lại lên. Hôm đó thì cháu Lực cũng mua sữa cho mạnh này, bây giờ thì cũng đã hết rồi cô bác. Và hôm nay cháu Lực lên, cháu Lực lại tiếp tục mua cho mạnh thêm một thùng nữa. Thùng này thì được chị Tô Nghĩa là chị ấy mua cho em mạnh. Buổi tối thì mạnh ngủ ở đây thì có còn lạnh nữa không? Không. Không lạnh nữa à? Không. Có chăn ấm rồi đúng không? Đúng. Mạnh còn biết là chăn ai gửi cho không? Bác Chiêm gửi cho à? À, vẫn còn nhớ đến bác Chiêm của bác ạ. Có thể mạnh là nhớ rất là thông minh của bác. Thế bây giờ mình đi xem ông là lấy củi ở đâu đi nhỉ? Lấy cỏ ở đâu đi nhỉ? Đi xem ông là đi lấy cỏ ở đâu. Mạnh có biết cho lợn ăn không hả? Hả? Không. Hả? Không. Không biết à? Củi đây là hôm qua ông của Mạnh lấy à? Củi này ấy. Vâng.
Ông làm ông bảo mang để đem đem đi bán hay để làm gì? Củi củi Mang nấu cơm. mang nấu cơm à? À. Đấy, tít xa xa trên kia thì có một nhà trên kia đâu các bác. Đấy, nhưng mà do là quãng đường mà quãng rất là xa nên ra là ông không thể là gửi mạnh để mà đi lên trên đấy. Hôm nọ thì chắc là cái chỗ này ông bảo là để nấu cơm các bác. Hôm nào thì cháu được xuống thì cháu được xé mua bạt xuống để mà phủ cũng như là che cho mạnh với lại ông. Nước này là mạnh đi lấy về à? Hả? Vâng. Mạnh là một mình khách ra bên kia xách nước về à? Thì những cái xô bé như này thì là ông đi mua về cho mạnh mà xách nước này, mỗi lần mạnh xách thì được nửa xô này cô bác này. Thấy ông đi xách nước thì mạnh cũng đòi đi theo. Thế ai 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 lấy cỏ cho ăn ở dưới kia? Bác bác nào? Bên kia. Bác trên kia à? À là bác. Con trâu này thì chắc là nhà người bác của người bác mà ông của Mạnh là đi nhận về nuôi đấy. Ông thì có lẽ là hôm nay là chắc là đi làm rồi, thành ra là mới bảo là người bác để mà xuống đây để mà cho lấy cỏ cho ăn. Cỏ này thì ai đi lấy về, có phải ông của Mạnh đi lấy không? Phải à, ông của Mạnh là đi lấy về à? Đi đi xem lợn của Mạnh một tí đi nè. Ở đây là cái gì em Mạnh? Đây là cái gì đấy? Hả? Gạo á? Đây là thóc của bác ạ, chứ không phải là gạo. Đây, tại vì là nhà của Mạnh ấy, như ông cũng kể là có rất là nhiều chuột, thành ra là phải làm mà cái cách này thì chuột mới không có ăn được. Ấy, cẩn thận đấy. Ở nhà trong nhà ấy cô bác, ông thì đi làm thuê rồi. Kia là lợn của Mạnh à? Thế là ở nhà một mình là khác chơi đây thôi à? Ôi dồi ôi, những cái chỗ này thì Mạnh gọi là một mình khác chơi đây cô bác này. Xong là dùng những cây đào thành phố hết rồi. Ô tô của Mạnh đâu, sao không lấy ra đây xúc ăn? Hả? Ở nhà ông thì cũng có thêm một con lợn ở bên kia nữa cô bác này, con lợn đấy. Thế hầu như là những cái con lợn con gà của ông thì ông để dưới sàn nhà hết thôi. Trên là những cái sàn nhà của ông với lại Mạnh ngủ đấy thì là chỉ có toàn là những cái cây mà như kiểu làm như kiểu tạm bợ thôi cô bác ạ. Hay ông nọ cháu Lực chưa mua bạt xuống ấy thì ở trên này thì ông cũng phủ là nguyên rơm thôi. Lúc mà cháu Lực mua bạt xuống thì bây giờ bạt thì cũng nó để mà được thời gian khá là lâu thì nó cũng được khá là lâu, nhưng mà cái cách duy nhất thì bây giờ chỉ biết là làm như vậy thôi. Mày có sợ trâu không? Hả? Không sợ trâu à? Biết đi chăn trâu chưa? Chưa à? Hầu như là cái chỗ này là chỗ mà để mà Mạnh mà chơi nhiều các bác, thành ra là nó cảm giác như là rất là không thể có cái gì nào mọc được nữa rồi, nó rất là trơn tru. Ô tô à? Ô tô là để đấy à? Đợi ông khá là lâu rồi vẫn chưa có thấy ông về các bác. Mạnh thì bây giờ chắc là chơi ở đây Mạnh chắc là lên trên nhà của người
Bác mà gửi trong đấy cô bác à, để mà ở nguyên một ngày. Còn là thước phim này cũng khá là dài rồi, chắc là cháu Đức cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Và bây giờ thì cháu Đức cũng xin được nói lời chào tạm biệt các ông các bà. Nào Mạnh, bây giờ khoanh tay chào các ông các bà đi. Chào các ông các bà. Rồi, khoanh tay. Cháu Đức xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân và em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.